Chiều 8 tháng 8, chuyến bay thứ 5 của hãng hàng không Bamboo Airways đón gần 200 công dân Hà Tĩnh bị mắc kẹt tại vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến sân bay Vinh, Nghệ An. Công dân được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay và kinh phí 2 lần test trong quá trình cách ly tại Hà Tĩnh. Đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021, Hà Tĩnh đã tổ chức 5 chuyến bay đón khoảng 1.000 công dân từ vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Sau khi hạ cánh xuống sân bay, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh và quản lý sân bay đã nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhóm đối tượng ưu tiên gồm người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi, đối tượng khuyết tật, người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày, công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc, bị kẹt lại tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các trường hợp đặc biệt khác. Tất cả các công dân được đưa về khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá của công ty cổ phần Michaco Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, khu ký túc xá của trường Đại học Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và nhà nghỉ của Công an tỉnh, khu du lịch Thiên Cầm.